mến chào tất cả anh chị hôm nay em loan gửi đến quý anh chị những trận đấu hay tuyệt hay có tựa đề đưa tốt quá hạ ác hiểm nhất lịch sử trong ván cờ trịnh duy đồng cầm quân đỏ đi trước lý thiên hương cầm quân đen đi sau anh chị mến yêu em loan vui lòng bỏ ra vài giây tặng em loan một like một đăng ký kênh để em kiếm chút rau và sợi bún nha nào mời anh chị cùng xem chơi đến đây trịnh duy đồng không thể đỡ nổi vì vậy trịnh duy đồng đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây hồng chí không thể đỡ nổi vì vậy hồng chí đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây đường đan không thể đỡ nổi vì vậy đường đan đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây, Ngô Lan Hương không thể đỡ nổi, vì vậy Ngô Lan Hương đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.